thưa mọi người, hôm nay ban bác ái Caritas của giáo phận Thanh Hóa cùng với hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của huyện Thọ Xuân, của xã Xuân Thiên về nhà thờ giáo xứ Cái Đầm để trao ba suất học bổng này cho ba em trong ba gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lý do mà gia đình của các em khó khăn đó là đây là ba gia đình mà từ dưới sông lên trên bờ. Bây giờ thì các em là có nhà trên bờ rồi, nhưng mà bố mẹ của các em từ dưới sông lên trên bờ không có cái công ăn việc làm gì ở trên bờ, không có đấy, cho nên là lại phải tiếp tục để mà làm ăn kiếm sống bằng con tôm con cá ở dưới sông, cho nên là cuộc sống của các em rất là khó khăn. Chắc phải một vài thế hệ nữa thì các em mới có thể làm quen được với cái môi trường sống ở trên bờ. Và hiện nay thì các em cũng đang được đến trường để đi học, nhưng mà bởi vì gia đình của các em bố mẹ đấy sống thì tùy thuộc vào con tôm con cá, mà cá tôm ở trên sông thì càng ngày càng cạn kiệt, không còn nữa, cho nên là cuộc sống kinh tế khó khăn, nên là rất cần cái suất học bổng của Caritas Thanh Hóa để các em được đến trường. Chính vì thế cho nên là bên Caritas Thanh Hóa đã kết nối với một vị ân nhân ẩn danh tại tiểu bang Pennsylvania để giúp cho các em có được một cái suất học bổng, là mỗi em nhận được một phần quà, một suất học bổng đó là 3 triệu đồng. Thì vậy là ba em đây là 9 triệu đồng. Và cái số tiền này đến từ vị ân nhân ẩn danh, đến từ Giáo đoàn Mẹ Thiên Chúa thành phố Cam Hill hay Mechanicsburg, tiểu bang Pennsylvania. Thì xin hết lòng cảm ơn vị ân nhân ẩn danh này, không phải chỉ giúp đỡ về học bổng cho các học sinh nghèo mà thôi, còn xe lăn, còn đủ mọi thứ nữa, nhưng mà làm với tinh thần, đúng là tinh thần bác ái Kitô giáo đó, tức là âm thầm làm việc tay trái mà không cho tay phải biết, chỉ cầu mong làm sao Chúa biết là được. Thì xin hết lòng cảm ơn vị ân nhân này, rồi chúc cho chúng con khi mà nhận được cái món quà này của một vị ân nhân đặc biệt với cái tình thương yêu, thì chúng con cố gắng là chúng con học thật giỏi để đạt được kết quả cao trong học tập nhé. Rồi thì bây giờ thì vâng, thì bây giờ thì xin mời một bạn đại diện cho các bạn thì nói lời cảm ơn với vị ân nhân của mình. Mời con. Dạ, con hãy cho ba được. Con cảm ơn các cha, các sơ và các bác tự đã cho mọi con tiền học bổng đi học. Con sẽ cố gắng học giỏi. Chăm ngoan. Học giỏi, đạt kết quả cao trong học tập nhé. Rồi mai sau thì con thì con gái thì làm y tá, bác sĩ nhá. Còn hai bạn này thì một bạn này thủ tướng này, bạn này là chủ tịch này nhá, tổng thống nhá. Thì chúng con phải có cái ước mơ, nó ước mơ nó cao hơn, nó ấy hơn để mà phấn đấu nhá. Không làm thủ tướng được thì mình làm kỹ sư, mình làm bác sĩ nhá. Rồi cố gắng. Rồi thì bây giờ thì xin mời, trước hết là xin mời cha Trung là cha phó của giáo xứ Cái Đầm. Xin mời cha có đôi lời. Mời cha. Thưa cha, thưa quý sơ và tất cả quý ân nhân. Thì thay lời cho cha chính và mọi người đã giáo xứ Cái Đầm, xin thành cảm ơn quý cha và tất cả mọi người đã yêu thương đến đây để chia sẻ cho các bạn thiếu nhi, để cho các bạn có một cái động lực để hướng tới ngày mai được tươi sáng hơn. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn cha và tất cả mọi người. Kính chúc cha và tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, bình an và tiếp tục trên cái hành trình bác ái yêu thương để giúp đỡ cho nhiều người có cuộc sống mỗi ngày một hạnh phúc hơn. Một lần nữa xin thay mặt cho tất cả mọi người giáo xứ Cái Đầm, xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn cha Trung. Và từ sáng tới giờ thì bên hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của huyện Thọ Xuân đó, cũng đồng hành cùng với đoàn đi trao học bổng cho các em trên địa bàn của huyện, không phải là mình ở Cái Đầm mà thôi, nhưng mà ở bên Quần Ngọc, bên Hữu Lễ nữa. Thì bây giờ thì xin mời ông Tám, chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của huyện, có đôi lời xin mời. Vâng, trước hết là thay mặt cho hội bảo trợ và những cái đối tượng khuyết tật trẻ mồ côi trên địa bàn Thọ Xuân, chân thành cảm ơn Caritas Thanh Hóa, đặc biệt là cha Phaolô Nguyễn Văn Thường đã kết nối với rất nhiều nhà ân nhân, có những người thì rõ ràng tên tuổi, có những người cũng là ẩn danh,
nhờ các cái món quà, sự quan tâm yêu thương thì nhiều đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi đã vượt lên được hoàn cảnh và phấn đấu và hy vọng rằng cuộc sống mai sau nó sẽ tốt đẹp hơn. Mà thay mặt cho hội một lần nữa là xin được cảm ơn và tiếp tục mong được cái sự phối hợp quan tâm chia sẻ yêu thương của Caritas, của các ân nhân và các thành viên trong đoàn. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác Tám. Sơ Tình là người phụ trách cái quỹ học bổng của Caritas Thanh Hóa. Sơ có một phút để sơ động viên các em năm học mới học giỏi, rồi thì một phút để cảm ơn vị ân nhân. Một phút. Thì chúng con vừa nhận được cái suất học bổng như thế này, sơ chúc mừng chúng con nhé. Thì quý vị ân nhân như quý cha, quý sơ rồi mọi người đang đứng ở đây, mong cho chúng con nếu như mà không thành tài được thì cũng thành danh, không thì cũng thành người nhé. Chúc cho chúng con luôn luôn hạnh phúc và mạnh khỏe, học giỏi trong năm học mới. Xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn sơ nhé. Rồi một lần nữa hết lòng cảm ơn vị ân nhân ẩn danh đã giúp cho các cháu có được cái đồng tiền quý báu này để chúng cháu bước vào năm học mới. Xin Chúa chúc lành trả công bồi hậu cho vị ân nhân. Xin cảm ơn. Xin chào có tay để cảm ơn. Kính thưa nhà sứ và giáo sứ Đà Phan, kính thưa ông Hải là chủ tịch hội đồng trị sự Việt Tân trẻ mồ côi của huyện Hồng Lâm, kính thưa các bạn đại diện cho chính quyền địa phương xã Hải Lộc huyện Hồng Lâm, ông Tránh cũng như ban điều giáo của giáo sứ Đà Phan, hôm nay ban bác ấy đã đến đáp của giáo phận Thanh Hóa về giáo sứ Đà Phan để trao những suất học bổng của hạt giống xanh cũng như là một suất học bổng của Caritas Thanh Hóa cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn của xã Hải Đông ở đây. Thưa quý vị, hôm nay ba anh em đó là cháu Nhung, cháu Cường và cháu Dương, ở đây là năm thứ ba đó, đúng không? Năm thứ ba chúng con được nhận cái suất học bổng hạt giống xanh của Caritas Thanh Hóa kết nối. Rồi còn cháu Đan thì hôm nay là năm đầu tiên cháu nhận được học bổng của hạt giống xanh. Rồi hôm nay cũng có một suất học bổng của một cháu nữa, nhưng mà hôm nay cháu đi vắng cho nên là đến đây hôm nay thì đây là một suất học bổng đến từ một vị ân nhân ẩn danh giúp cho cháu có được cái suất học bổng để bước vào năm học mới. Thì học bổng của hạt giống xanh hôm nay các cháu sẽ nhận được, đó là mỗi cháu thì ở đây chúng ta thấy là mỗi cháu sẽ có một cái túi, trong đó là có đầy đủ các cái dụng cụ học tập của các cháu và các cô trong nhóm hạt giống xanh cũng mua cho các cháu để các cháu đến trường. Ngoài ra thì mỗi cháu cũng sẽ nhận được cái phần nhu yếu phẩm ở đây gồm có các thứ mì tôm đấy, mỗi em là một nửa phần, và các em sẽ nhận được một cái phong bì nữa, thì trong phong bì mỗi em đó là 1 triệu đồng, 4 triệu đồng, đó, mỗi em là 4 triệu đồng tiền mặt và một cái phần quà đó, đó là của hạt giống xanh. Còn cái học bổng của Caritas Thanh Hóa thì chỉ có 3 triệu thôi nhé. 3 triệu này nữa thì là của một vị ân nhân ẩn danh đó. Thì năm học mới đã bắt đầu, chúng con nhất là ba chị em ở đây, ba anh em với chị nhé, ba anh em đấy là năm thứ ba nhận được cái học bổng của hạt giống xanh rồi. Rồi còn Đan thì năm đầu tiên đó, thì đây là cái tấm lòng yêu thương sẻ chia của những người ân nhân thì nó vòng trái đất qua sự kết nối của hội hạt giống xanh giúp cho chúng con có được cái tiền học của chúng con trong năm học mới. Bởi vì chúng con phải học thật thật giỏi nhé, để có sự lòng tốt của các cô các chú. Và đây là học phẩm của chúng con, 4 chiếc đòn các em nhé. Rồi thì bây giờ thì trước hết thì xin các em có đôi lời đã. Bây giờ xin mời Cường có đôi lời nào. Quý ân nhân đã đồng hành cùng gia đình con, đã quan tâm đến gia đình con trong khoảng thời gian vừa qua, thì con không có còn không biết lấy gì hơn thì con chỉ thêm lời cầu nguyện cho quý ân nhân và cầu chúc sức khỏe cho quý ân nhân, và chúng con cũng xin hứa sẽ chăm ngoan học hành hơn cho năm học tới. Rồi chúng con nhớ là phải học cho thật giỏi nhé. Năm nay có em là được giấy khen không? Có thưởng giấy khen đó. Sáng nay cha sứ được thưởng cho các em chưa? Rồi, đấy là chúc mừng chúng con nhé. Cố gắng là năm sau đó, tất cả các em đều có giấy khen để tiếp tục
nhận học bổng của hạt giống xanh nhé. Rồi thì bây giờ thì xin mời, trước hết là xin mời đại diện của hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của huyện Hậu Lộc, xin mời ông Hải có đôi lời, xin mời ông. Kính thưa cha Vũ Trường, kính thưa cha Phong, thưa tất cả các sư và các vị đại diện cho lãnh đạo địa phương, hôm nay thì với tình cảm yêu thương của các xã Thanh Hóa đại diện cho các nhân dân về với cái sự kết nối của huyện nội thì về địa bàn huyện để thăm người chia sẻ để trao tặng quà xe lăn cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Và địa điểm ở đây thì cha gửi các sơ về phối hợp với cha thí sĩ ở đây để trao năm suất học bổng để món quà hết sức ý nghĩa, món quà mới cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, gần như món quà ý nghĩa để nâng bước của các cháu đến trường. Như là các cháu đã hứa là cố gắng làm thế nào để có những món quà động viên mình rồi thì các cháu sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện học tập tốt hơn nữa. Không phụ lòng của các huyện nhà, thay mặt cho tất cả người khuyết tật tỉnh Phú Yên xin chân thành cảm ơn cha, cảm ơn các sơ và cảm ơn các huyện nhà đã dành một cái tình cảm rất là đặc biệt đối với những người yếu thế trên địa bàn huyện, đối với các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cảm ơn ông Hải. Bên chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật tỉnh Phú Yên cũng biết kính thưa quý vị, bên chính quyền của xã Hải Lộc, các người ta thành quá về Hải Lộc rất nhiều lần, làm rất nhiều cái chương trình thực hiện ở đây rồi, có khi là qua kết nối với chính quyền, có khi qua với giáo xứ. Thì ngày hôm nay trong cái buổi trao đổi chăm sóc này thì cũng vẫn xin những ý kiến của một vị đại diện cho chính quyền của xã Hải Lộc, xin mời có lời là xin anh nha. Kính thưa cha Tưởng, kính thưa cha Phong, các giáo sứ đã phạm, kính thưa đồng chí Hải là chủ tịch hội bảo trợ Hải Lộc huyện cùng với đoàn công tác, kính thưa các gia đình có cái lòng hảo tâm cũng là quan tâm rất đối với ủy ban Bắc Ái, cả thị xã Thanh Hóa đã rất nhiều lần có nhiều món quà rất ý nghĩa về ủng hộ các gia đình khó khăn, đặc biệt là các cháu học sinh nghèo vượt khó. Thì hôm nay thì đoàn công tác của ủy ban Bắc Ái và kết hợp với hội bảo trợ của huyện là về có 5 món quà và 4 món quà của hạt giống xanh được cấp cho 5 cháu. Thay mặt cho đảng ủy chính quyền địa phương, lời đầu tiên cũng xin chân thành cảm ơn đoàn ủy ban Bắc Ái tỉnh Thanh Hóa, để xin chân thành cảm ơn các linh mục, các sư, cảm ơn hội bảo trợ tỉnh Phú Yên đã có quan tâm chia sẻ cùng với địa phương. Thay mặt cho chính quyền tiếp tục đề nghị đoàn công tác cũng như là các mạnh thường quân tiếp tục có cái quan tâm hơn nữa về các cháu khó khăn ở địa phương, làm sao đó các cháu vượt qua các khó khăn thách thức để học giỏi chăm ngoan, sau này góp ích một phần cho quê hương đất nước. Cuối cùng xin cảm ơn đoàn công tác cũng như là đoàn công tác của huyện, cảm ơn các mạnh thường quân tiếp tục quan tâm đến các cháu bảo trợ. Rồi, cũng là cảm ơn anh phó chủ tịch của xã Hải Lộc. Và bây giờ thì xin mời cha xứ là người đại diện cho bà con giáo xứ là Phan, xin mời cha cô đưa lời mời cha Phan. Đến các địa phương
kể cả lương cả giáo để làm công tác hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì giáo sư Đạo Phạm của chúng tôi đây thì cũng đã được ủy ban nhân dân quan tâm hàng năm đã đến đây để trao phần quà từ xe lăn cho đến phần quà về những trang trải cuộc sống, nhất là đối với các em học sinh, những gia đình có khó khăn như trường hợp của năm gia đình và ba gia đình và năm gia đình là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì đó là sự quan tâm của Caritas. Chắc chắn rằng là cái sự quan tâm đó thì là nhờ vào cái lòng hảo tâm của quý vị thân nhân năm gia đình đến những hoàn cảnh khó khăn như thế để hỗ trợ cho giáo xứ cũng như là các địa phương khác. Thì với cái là giáo xứ Đạo Phạm thì cũng xin cảm ơn hết là quý nhân dân đã có lòng quảng đại đi tới những người nghèo, những hoàn cảnh kém may mắn, giúp đỡ cho cái tương lai của em trong vấn đề học tập. Cảm ơn ủy ban các đối tác, cảm ơn các chính quyền đã là một trung gian mối dài của quý nhân dân tới những hoàn cảnh khó khăn như thế. Xin kính chúc cho quý vị rất nhiều ơn đại của Chúa, tiếp tục có lòng quảng đại hơn nữa để tiếp tục quảng đại các cái tác giúp đỡ cho nhiều người khó khăn hơn, để cho họ có được cuộc sống ổn định hơn, những các em học sinh có cái tương lai nó tươi sáng hơn, để góp phần vào cái vấn đề xây dựng cái đời sống của xã hội cũng như là của xã hội. Cảm ơn các ông, cảm ơn các giáo viên nhân của nhóm Hạt Giống Xanh, đặc biệt là các chị trong nhóm Hạt Giống Xanh không quên đi năm học mới bắt đầu chuẩn bị khai giảng thì các chị vừa đi gõ vừa từng nhà để đi kêu đi xin học phẩm cho các em. Thì cảm ơn các chị rất nhiều về cái sự quan tâm hy sinh đó, thì chắc chắn Chúa sẽ trả công và hỗ cho gia đình của các chị. Rồi Trung Thu sắp đến thì cha cũng như mọi người chúc mừng Tết Trung Thu chúng con nhé. Chiều nay thì bên Đa Thị Hóa sẽ chào hai mươi xuất bản cho các em có khó khăn tại huyện Hậu Lộc trên trường huyện, nhưng là chúc các con bước vào năm học mới kết quả cao nhất trong học tập, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nhận được quà của nhóm Hạt Giống Xanh. Một tràng pháo tay và tiếng chào.